Xin chào các bác và các anh em. Thời điểm cận Tết thì em cũng rất là bận. Thế nhưng mà em cũng biết rằng là có rất nhiều các bác anh em cũng rất là vất vả với văn số. Đặc biệt là các bác ở trong các cái tỉnh miền Trung, miền Nam. Thì hôm nay em căn chỉnh chiếc văn số BTE T8000 Plus thì em chia sẻ với các bác anh em luôn cái cấu hình mà em nghĩ rằng là có rất nhiều các bác anh em hiện giờ đang sử dụng với dòng văn số của hãng BTE có thể là áp dụng với cấu hình này. Thì các bác khi mà áp dụng cái cấu hình này thì các bác có thể là thêm bớt một chút ở cái phần equalizer trong phần mic và phần mux. Thì các bác sẽ có một cái cấu hình khá hay ở trên chiếc văn số này. Dòng BTE cũng là hãng BTE cũng là một cái thương hiệu mà khá nổi tiếng ở trong lĩnh vực âm thanh karaoke. Cho nên em chia sẻ luôn với các bác một cái cấu hình nó mang chất phổ thông. Đây là cái giải equalizer của cái phần mic. Và chiếc văn số này thì có hai đường mic, mic A, mic B. Cho phép chúng ta căn chỉnh về cái phần mic riêng biệt thì các bác có thể là tham khảo cái cấu hình này và các cái giá trị biên độ ở đây thì các bác cũng có thể là tham khảo những cái giá trị nó chỉ có 0,2 giảm đi âm 0,2 thôi, thế nhưng mà cái chất âm của nó đã khác đi rất nhiều thì cái này các bác có thể là tùy biến. Thì đây là cái giải equalizer, những cái điểm tăng giảm về giá trị biên độ thì các bác thấy rằng là có những cái điểm nó chỉ là giảm âm 0,2 thôi, âm 0,2, có những vị trí rất là giảm rất ít, thì cái này nó cũng là một cái mà do cái sự cảm nhận của người căn chỉnh thôi. Về nhà thì các bác có thể là thay đổi về các cái giá trị biên độ và cái giá trị Q này thì nó cũng ảnh hưởng đến cái chất âm, nó làm cho cái chất âm nó có cái độ nhuyễn, độ mềm, độ nhuyễn hơn ở cái giá trị Q. Thì đây là cái giải của anh Dơ và có sử dụng chế độ compressor ở trong cái phần mic, có sử dụng chế độ compressor thì những cái giá trị này nó cũng rất quan trọng này. Trước mắt thì các bác có thể là áp dụng cái thông số của em 100%, 100% sẽ là có một chất âm khá hay ở trên cái dòng văn số này, kể cả là đặt giá trị các tần số thấp, các tần số cao cũng như là cái độ dốc của cái các tần số thấp, các tần số cao ở trong cái phần mic, và có sử dụng chế độ mic Akiter. Mức độ chống hú là để cấp độ 2. Và tiếp đến là sang cái phần effect. Thì ở trong phần reverb thì các bác cũng có thể là tham khảo. Có thể là add 100% các cái thông số mà em đã căn chỉnh thì có lẽ rằng cũng khá hay. Cũng khá hay. Và đặc biệt ở trong phần reverb ở trên chiếc văn số này có cái reverb live nơ này, một cái mà nó làm cho cái chất âm reverb của chúng ta nó có một cái tính chất là nó sinh động hơn. Làm cho cái hiệu ứng dị vật nó có một cái tính chất tự nhiên và nó mềm mại hơn. Và phía dưới là cái sự mà pha trộn của cái echo vào cái phần dị vật. Thì đây là cái phần dị vật này, các bác có thể là tham khảo. Và chế độ làm việc là chế độ phòng. Ở đây thì nó có mấy chế độ. Chế độ về ha, tức là chế độ đại sảnh, và chế độ zoom là chế độ phòng, và chế độ quality là chế độ hình đĩa. Thì các bác có thể là tham khảo ở đây và đặt chế độ là chế độ zoom. Đây là chờ phần dị vật, các thông số trong phần dị vật và kể cả là trong giải quay dơ này thì các bác cũng có thể là tham khảo các cái giá trị ở trong cái giải quay dơ. Những cái giá trị nó chỉ tăng giảm có một chút thôi, có thể là nó chỉ là 0,1 decibel hoặc là âm 0,4 decibel, nhưng mà những cái giá trị này nó sẽ có một cái tác dụng rất là lớn khi mà chúng ta làm đẹp về cái phần hiệu ứng dị vật. Đây là cái giải quay dơ và đây là trong thông số của cái hiệu ứng dị vật. Hiệu ứng dị vật tiếp đến là cái phần echo. Echo thì các bác cũng có thể là tham khảo và áp 100% cái hiệu ứng echo mà em đã căn chỉnh ở trên cái con số này, cắt tần số thấp, cắt tần số cao, và cái giải quay dơ. Cái giải quay dơ cũng tăng giảm mà cũng có chủ ý chứ không phải là cái vấn đề mà tăng giảm mà một cách mà nó tự nhiên, một cách mà nó thoải mái. Mà trong vấn đề mà alo trên mic thì tìm ra những cái vị trí mà nó đem lại một chất âm mà đẹp nhất. Ở phần main, đây phần main chiếc văn số này thì ở phần main cũng không có nhiều giải quay dơ và cũng có căn chỉnh ở trong cái phần main. Các bác có thể là tham khảo ở giải quay dơ ở trong cái phần main. Và một vấn đề nữa là cái tỷ lệ cho dì vọt ở phần main, tỷ lệ cho dì vọt ở phần main. Và có sử dụng chế độ compressor, có sử dụng chế độ compressor. Tất cả những chiếc vang số em căn chỉnh, dù những chiếc vang số đơn giản nhất cho đến những chiếc vang số cao cấp nhiều chức năng thì rất lưu ý về chế độ compressor. Và gần đây em có nghiên cứu về chế độ compressor thì nó có một cái tác dụng phải nói tuyệt vời.
Tới đây thì em sẽ chia sẻ các bác và anh em về cái sâu hơn, kỹ hơn về cái chế độ quan vết sơ ở trên bảng số. Nó rất là hữu hiệu khi mà nó đem lại một chất âm vừa tròn gọn, mềm mại và có độ sáng. Không phải chúng ta giảm, tức là quan vết sơ, tức là khi mà phát hiện tín hiệu vượt ngưỡng thì nó sẽ làm việc. Nhưng không phải chúng ta như vậy là sử dụng, chúng ta đưa nó về cái giá trị thấp mà như vậy là nó ảnh hưởng đến phần sáng của phần mic và phần nhạc đâu. Mà nó làm cho sáng âm lên, sáng kể cả phần mic phần nhạc. Cắt tần số thấp, cắt tần số cao các bác cũng thể tham khảo ở đây. Và mỗi một cấu hình thì cắt tần số thấp này có khác nhau này, khác nhau. Mỗi một cấu hình thì cắt tần số thấp khác nhau. Và một vấn đề nữa là ở trên cái mục xin rửa tay em thì nó có một cái mục này. Một cái mục này nó cực kỳ quan trọng khi chúng ta đặt một cái giá trị mà nó hợp lý. Ở đây cái đan kèm mic thai này nó cũng rất là quan trọng khi mà chúng ta đặt một cái giá trị nó hợp lý. Nếu như chúng ta đặt mà nó với giá trị nhỏ, tức là 1 giây chẳng hạn, chất âm nó rất khô, thiếu đi độ mềm, độ nhuyễn, khô khan. Chất âm chúng ta cảm thấy là nó rất khô, nó mất tự nhiên và thiếu đi cái sự mềm mại, độ nhuyễn. Cho nên ở đây sẽ đặt một cái giá trị là 10, 10 giây. Và cái đan ke mic Tesla này đang đặt là giá trị là âm 57 dB. Những cái giá trị này là nó cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta căn chỉnh vang số. Đôi khi là khi mà các bác và anh em căn chỉnh thì chúng ta cứ nghĩ những cái này thì chúng ta nên để mặc định, nhưng mà khi chúng ta hiểu nó thì chúng ta sẽ có một cái sự căn chỉnh hợp lý, thì nó sẽ có một cái chất âm mà nó rất là hay. Và cái effect tổng ấy, thì đang để là giá trị 42, lúc khởi động lên là giá trị 42. Và chiếc vang số này thì cũng làm cho cái bác này bác ở Bắc Giang làm 4 chế độ, trong đó có sáng tiếng, tối tiếng, gieo mic định giọng và dì vọt, làm 4 chế độ cho bác này bác sử dụng. Và trước đây thì bác ấy có gửi một chiếc vang số đến cho em căn chỉnh rồi, và tiếp đến thì thông qua cái việc giới thiệu với anh em bạn bè thì anh em bạn bè lại tiếp tục gửi vang số lên để cho em căn chỉnh. Thì đây là một cái cấu hình toàn diện ở trên chiếc vang số BTE T8000 Plus. Bây giờ em sẽ quay lại cái giao diện của cái phần mic để cho các anh em có thể là tham khảo. Đây là mic A này. Mic A. Dì vợt này. Dì vợt, tập trung vào giải quét dơ các thông số trong phần dì vợt. Và lưu ý ở hai cái mục này, ở trong phần dì vợt, phần e cho. Giải quét dơ các thông số trong phần e cho và phần main. Các bác cứ áp dụng 100% những thông số của em này thì chắc chắn sẽ có một chất âm khá hay ở trên cái dòng vang số này. Thì chiếc vang số này thì em nghĩ rằng là các bác ở trong tỉnh ở miền Trung, miền Nam sử dụng nhiều. Cho nên rằng em hôm nay nhân tiện căn chỉnh thì em cũng chia sẻ các bác anh em để các bác anh em có thể là áp dụng được. Bởi vì chiếc vang số này là một chiếc vang số có thể là căn chỉnh full chức năng thông qua các phím chức năng trên mặt máy. Thì các bác có thể là áp dụng thì có lẽ rằng cũng có một chất âm khá hay ở trên dòng vang số này. Và hôm nay em căn chỉnh khá nhiều vang số để mà gửi cho các bác anh em ở các tỉnh thành khác nhau, cũng khá nhiều vang số. Thì các bác xem hữu ích thì hãy ủng hộ Thanh Hồng Audio KTV. Em thì thường xuyên chia sẻ với các bác anh em những cái video liên quan đến căn chỉnh vang số, thì các bác xem cảm thấy hữu ích thì hãy ủng hộ Thanh Hồng Audio KTV.